À, một Phật tử nói hỏi A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con có nghe nói là nhân quả thông ba đời, nhưng con thắc mắc là nếu đời bố gây nhân xấu thì đời con, đời cháu phải chịu, còn từ đó là đời thứ tư trở đi thì có phải gánh chịu nữa không ạ? À? A Di Đà Phật. Phật tử này hiểu sai mất rồi đó, khổ thân. Học Phật thì hiểu sai đấy, khổ thân quá. À. Kinh Đức Phật nói nhân quả thông ba đời, không phải là đời bố, đời con và đời cháu, đời chắt, hay là không phải là đời ông, đời bố, đời con và đời cháu. À, khổ. Phật nói nhân quả thông ba đời có là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Trong kinh nhân quả Đức Phật nói gì? Muốn biết được gì? Nhân đời trước hãy xem gì? Quả của đời này. Muốn biết được quả đời sau hãy xem nhân gì? Nhân mình trồng ở đời này. Đó. Thế nên ngày xưa có một vị tổ sư đến hỏi tổ là gì? À, con nghe người ta nói là hòa thượng rất là gì? Là giỏi. Biết được gì? Có thần thông biết được nhân quả nghiệp báo của mọi người thông suốt cả ba đời quá khứ hiện tại và vị lai. Vậy à, xin hòa thượng nói cho con biết cái nhân đời trước của con như thế nào. Thế hòa thượng bảo là gì? Đó. Con muốn biết cái nhân của con đời trước như thế nào, hãy nhìn vào cái quả của con gì ở đời này đang gì đang hưởng đó sẽ biết thôi. Trong kinh Đức Phật nói gì? Được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Muốn được thân người Đức Phật dạy phải gì? Phải người phải sống có gì? Có phẩm chất, có đạo đức. Không vi phạm gì? Năm giới cấm, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. À, giữ được năm giới đó thì đời sau được làm người. Nếu giữ được 10 giới, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, ý không khởi gì tâm tham sân si, làm được 10 điều thiện đó thì đời sau sẽ được sinh lên trời. Vậy vị đó đang ở làm người ở thế giới này thì chắc chắn rằng gì mới chỉ giữ được năm giới mà thôi, hoặc nếu không phải là Phật tử thì vị đó gì mới chỉ làm được năm điều đó là gì, nhân lễ nghĩa chí tín mà thôi. Đó. Ở xã hội thì làm trọn được gì, nhân lễ nghĩa chí tín, tức là tương đương với năm giới ở trong nhà Phật thì được cái thân người ở đời này. Tức là gì? Hòa thượng bảo muốn biết được cái nhân của đời trước ông thì ông gieo cái gì, thì bây giờ ông thì ông đang làm người đứng sừng sững trước mặt tôi, chắc chắn gì nếu đời trước ông làm Phật là đệ tử tại gia của Phật ấy, thì chắc chắn ông sẽ là gì? Người giữ được năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Nếu là ông là người theo nho giáo á, hay là người ở đời á, ở bên lương đời thường á, thì chắc chắn ông là người gì có nhân, có lễ, có nghĩa, có chí và có tín vân vân đó. Cho nên á, đời này thì ông mới có đủ cái phúc báo để làm người đứng sừng sững trước mặt tôi đây. Còn nếu gì ông là người có trí tuệ thì biết rằng gì đời trước ông gì ông thường là cung kính những gì, ông cung kính tôn trọng ấy, sách vở, những gì những sách vở nói về đạo đức, nói về nhân lễ nghĩa chí tín, hay nói về gì, nói về đạo đức thánh hiền. Nói về cái cách dạy cho con người thần thánh hiền. Cho nên á, đời này thì ông có trí tuệ, ông biết bố thí, ông biết cúng dường, thì đời này thì ông hưởng quả báo gì, giàu có sung túc. Còn đời trước ông gì, ông tuy giữ được năm giới, tuy giữ được nhân lễ nghĩa chí tín, nhưng mà ông keo kiệt bủn xỉn, thì đời này ông gì, ông nghèo rớt mùng tơi. Đời trước gì ông ấy tham lam, ông ấy giận dữ, thì đời này gì thân thể của ông gì xấu lùn, hoặc là có thể là gì què quặt bệnh tật. Nếu như ông sát sinh hoặc là ông không sát sinh nhưng mà ông gì ông ấy ăn thịt chúng sinh nhiều, thì đời này gì ông bị bệnh tật, bị chết gì chết yểu vân vân đó. Đấy là gì? Muốn biết được nhân đời trước như thế nào, hãy xem vào quả của đời này ông đang thọ thì biết thôi. Rồi vì đó là bạch hòa thượng thì vậy thì xin hòa thượng biết rồi cho con biết là gì?
cái quả đời sau của con gì, sau khi con gì chết đây thì sẽ sinh về đâu. Thì Hòa Thượng cũng bảo đấy, hãy nhìn gì, cái nhân của ông đang sống ngày hôm nay chính là gì, chính là cái gì, cái quả của tương lai ông gì, ông gieo đấy, ông đi về đâu đấy. Đó, tự ông có thể kiểm tra được mà, tự ông có thể khám phá được mà, tự ông có thể định đoạt cuộc sống của ông được mà, tự ông có thể hướng cho gì đời sau ông đi về đâu được mà. Đó, cho nên nhân quả ba đời là như thế, chứ không phải là gì, không phải là nhân quả ba đời là gì, là đời ông làm, đến đời gì, đến đời bố chịu, đến đời con chịu, đến sau này đến đời cháu thì như thế nào, hoặc là đời bố làm, đời con làm, đời bố làm, đời con chịu, đến đời cháu chịu, đến đời chắt thì làm sao. Đây Phật tử đang gì, đang hiểu sai nhá, đang hiểu sai về nhân quả ba đời đấy.